Hello anh em và chào mừng anh em quay trở lại với kênh của iWork. Bên sau một ngày mà mình đã không có ra một cái clip. Rồi, ok thì cũng nói chung là mình cũng đi làm cho nên là mình cũng hơi bận tí xíu. Đó, hy vọng là mọi người sẽ thông cảm cho mình ha. Cũng sắp Tết rồi và hy vọng là mọi người sẽ có những cái giây phút hạnh phúc bên gia đình nữa. Ok thì không có nói nhiều nữa là hôm nay là mình lại có mang tới một cái con ngạc mà mình nghĩ là anh em cũng sẽ thắc mắc rằng là cái con ngạc này tại sao nó quá mạnh đi. Và đây sẽ là con ngạc Vũ Hà An của server 38. Hiện tại đang sẽ là VIP 14. Và lực chiến hiện tại sẽ là 3 triệu 2 nha anh em. Rồi, bảng xếp hạng đây. Thì hiện tại đang là level 104. Lực chiến là 3 triệu 2. Và anh Kira là server 38 luôn. Và 104 là 2 triệu 9. Thì không biết là mọi người có muốn review luôn cái hạng của anh Kira hay không. Thì để mọi người comment ở dưới phía bình luận ha. Rồi mình sẽ, nếu như mà mọi người đồng ý thì mình sẽ review luôn cái hạng của anh Kira. Và mình sẽ đi mượn được cái hạng của anh xem sao. Rồi, cấp sao hải thì tất nhiên rồi là vẫn đang là top 1. Chiến binh Ngọc Rồng vẫn đang là top 1 với 83 chiến binh. Chiến binh siêu cấp thì đó anh em cũng nhìn thấy rồi, được chiến quá thì con chiến binh nào chiến binh ấy toàn trên 500 thôi anh em ạ. Ui vãi cá chún. Quân hiện tại quân đang top 2 thôi đó, vô của trụ hiện tại chúng ta đang có top 1 này, huấn luyện VR cũng đang là một cái top 1 luôn rồi. Như vậy là cái con ngạc này nó quá là khủng khiếp rồi. Bây giờ mình sẽ đi qua tủ đồ thử nha. Tủ đồ thì hiện tại là ảnh đang có cho mình một cái rune rune à, cái này hình như nhớ không lầm đấy thì chiến ý sơ sục. Đấy, rồi những cái này thì đang cũng cũng đang còn dư cả trăm mảnh này, tôi chưa có dùng tới. Rồi bây giờ những cái rune này là rune hồn chi viện thôi, không có gì vậy nhiều hết. Thì anh Vũ Hoa An hiện tại có ít khá là ít những cái rune mà tuy chất 15 chắc là anh sử dụng hết cho những cái con tướng phụ luôn rồi á. Mình nghĩ là như thế. Rồi từ từ mình sẽ đi qua đó sau ha, thì mình sẽ đi vào để mình xem. Rồi đá rồng này mình nghĩ là chắc cũng không có nên show lắm. Tại vì cũng đang trong thời gian đua top mà không biết là anh có đua hay không, nhưng mà cũng anh nói là đợt này là anh cũng để cho anh em sao đấy, tại vì anh cũng có ba cái hồn vũ khí rồi cho nên là đủ rồi, không có cần phải lấy top 1 chứ chưa tốn đá nữa anh em ạ. Thế những anh em nào mà lấy top 1 đợt vừa rồi á, là chúng ta đã có một con tướng 5 sao và ba cái hồn vũ khí thì anh em cứ để đi, sau này ví dụ anh em lấy top 5, top 6 cũng được, top 6 sao hoặc 7 sao thì chơi cũng khá là ok rồi, không có cần phải tốn quá nhiều đá đâu. Thì con ngạc của anh Vũ Hoàng hiện tại vẫn đang có cho mình là những cái rune 2024 nè, hai rune nè và 462 vé triệu hồi đá đồng, kèm theo đó là anh có thêm 192 mình đang 15 nữa đấy. Rồi không phải lạc nào cũng sẽ được giống như cái hạt của anh ông kẹ đâu nha anh em, nên là cũng mình nghĩ là cũng hên xui, tại vì anh Trường anh nạp khá là nhiều, còn anh hiện tại anh Vũ An hiện tại là anh bảo là anh cũng nạp chay đâu đó. Anh cũng ít nạp khoảng tầm độ tháng nay rồi, tại vì game nó cũng hết nhà nhà hứng với anh. Cho nên là giờ chơi tàn tàn thôi, cũng vui, anh cũng đang chơi server mới 132 với mình. Ôi ông chơi kinh khủng lắm anh em ạ, mới viết 4 thôi mà chơi căng lắm. Rồi, thì nói chung là hiện tại cái túi đồ chúng ta chỉ có bao nhiêu thôi. Và qua cái phần thử cái đội hình này xem nào. Đội hình thì hiện tại anh ấy đang có cho mình là một con Tu Qua 7 sao, một con Devil 7 sao, một con Future Gohan skin 6 sao, một con Go 4 6 sao, một con Samuku Perfect 6 sao, một con Go 6 sao. Thì mình để xem là những con tướng này có full hết tứ môn hay chưa. Tôi qua thì chắc chắn là không có môn rồi đúng không. Rồi Devil đây, Devil hiện tại đang thất môn rồi. Rồi Future One hiện tại cũng đang lục môn rồi. Go hiện tại cũng đang lục môn rồi. Go 4 và tất nhiên là cả Samuku Perfect hiện tại đang có cho mình cái thất môn. Go 4 thì lục môn rồi, nó đánh ba cháy quá anh em ạ. Ui dồi ôi, bà đó nó cũng đang thất môn rồi. Con bà đó này không có môn nhưng mà đang 5 sao nè, khá là ngon. Rồi cả con Trinh 5 sao hiện tại cũng đang không có cho hồi đội hình chính nữa anh em ạ. Mình nghĩ là anh sẽ chơi bên cái đội hình phụ thôi. Ôi chắc là hệ tư tưởng Yamatsu hợp thể full sức mạnh ngôi sao. Mà cái đợt mình có một cái clip mình nói về cái sức mạnh của con Yamatsu này rồi đấy anh em, thì mình có ghi một cái tiêu đề đó chính là mai Yamatsu có thể thay thế Towa hay không. Đó thì không biết là anh em có xem cái clip đó chưa, chứ bây giờ tôi thấy là anh em cũng mê con Yamatsu này dữ lắm rồi đó. Thì nói chung là cũng tùy thôi, anh em nào mà muốn gọi là có cái lực chiến cao thì có thể chơi Yamatsu này, tại vì dù sao nó cũng có nâng môn thì lực chiến của nó sẽ cao hơn rất là nhiều của Towa, nhưng mà về đặc biệt là hiệu ứng chói của Towa là không được phá giải đó. Nên là mình cũng nghe một vài cái thông tin là ví dụ như mà giải chói được 2 lần đó thì nó sẽ giải chói hết tất cả hiệu ứng luôn, không biết có thật hay không nhưng mà cũng hơi khó, cái việc đó nó khó lắm anh em ạ. Rồi chúng ta đang có Go Son Goku Blue. Rồi hiện tại là con này đang thất môn luôn rồi. Quyết hiện tại đang có cho mình đó chính là ngũ môn. Vegito hiện tại đang là 6 sao và lục môn rồi. Ôi, này thì mới đang tứ môn thôi anh em ơi. Rồi không biết là còn con nào không, còn Keo La Gaming đâu ta. Cumber thì hiện tại đang có cho mình là 6 sao thôi, chưa có mở nhị môn. Cái này là để mở để ấy thôi. Go Blue tại đang có cho mình là tam môn nè. Keo La, Keo La chưa có môn nào hết. Để mình xem thử mảnh của Keo La xem có còn dư không. Keo La mình còn đang 814 mảnh nè. Đó, bây giờ muốn lên bao nhiêu môn thì lên luôn á anh em ạ. Quá là kinh khủng đi. Rồi
Ok, như vậy là chúng ta đang có cái đội hình gọi là full lực môn ở đây luôn rồi. Ngoại trừ của tôi qua là không có môn nha. Rồi, anh em biết lý do tại sao mà con hạt này đang được top đấu trường lên server của cộng 1 rồi đó. Quá là khủng. Về đi thử phần chi viện xem nào. Chi viện thì hiện tại anh Vũ Hoàng đang dùng cho mình đó chính là Samoku Blue này, Keo này và Vegeta. Thì Vegeta này chơi trong thời gian hiện tại là cũng khá là ok, nhưng mà về sau chơi nó cũng hơi đuối. Nói chung là tìm tìm hồn chi viện của tư chất 14 đuối lắm anh em ạ. Ok, thì chúng ta đang có một cái chi viện Samoku Blue đã mát rồi. Ui, cái này mà đấm thì thốn thì thôi luôn ấy chứ. Rồi Vegeta hiện tại đang là cam. Nói chung là búp cái này cũng khá là ngon. Nói chung là giảm 10% tỷ lệ sát thương và 10% lực công kéo dài trong vòng 2 lượt lần đó. Còn keo rồi, keo hiện tại đang lên cam cộng 1 thôi. Cam cộng 1 đang khá cũng khá là khỏe đâu. Đó, bây giờ mình lên cam cộng 2 và cam cộng 3 thì chúng ta mở được những cái búp nó ngon rất là nhiều. Chẳng hạn như con này Bobby á, là đợt mình có mở cái búp full này rồi á, là trạng thái cùng bạo tăng gấp đôi. Ui dồi, ngon lắm anh em ạ. Sách hiện tại đang là kháng bạo. À, cái đợt này là hồi trước mình lấy cái cuốn sách gọi là tăng thủ chứ không có lấy kháng bạo. Thì không biết là cái nào nó sẽ ngon hơn nữa. Ok, tại vì mình thấy cái tỷ lệ bạo của nó khá là cao cho nên là giảm đi 16.8% thì nó cũng 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 khá là nhiều nhờ. Thì không biết là cái nào ngon hơn, không biết là có anh em nào mình chưa vẫn nghe anh em biết được cái về cái cuốn sách này, thì giữa cuốn sách kháng bạo với cả cuốn sách tăng thủ thì cái nào nó sẽ ngon hơn thì comment ở dưới cái phần video cho mình ha. Ok, chi viện Vizen tại đây là cam cộng 2 rồi nhưng mà nó không chơi tiếng cộng 2 của Berus này. Đó, khá là nhiều chi viện cũng chưa được dùng nha. Rồi Run Run hiện tại tôi qua đang có chúng mình đó chính là 5 viên phản kích khống chế rồi, nhưng mà chỉ thiếu đúng duy nhất là cái viên một thôi. Nhưng mà con Towa này về cái lượng đam của nó là nó sẽ gây đam bằng theo phần chấm máu rồi này kia đó. Đó, thì như thế này là cũng khá là ok rồi đây, mà quá là đẹp rồi, như thế này quá là đẹp rồi. Rồi Devil hiện tại đang có cho mình đó chính là 4 sức mạnh bảo hộ và 2 cơ thể sắt thép. Ôi, nhìn nói chung là đỏ hết, nhìn nó đã lắm anh em ạ. Rồi hiện tại Future Gohan đang có, nhìn này nãy mình có nói lộn ta, cái này là con Devil nè. Con Devil này đang có cho mình là 4 cái phần bảo hộ, sức mạnh bảo hộ và 2 cơ thể sắt thép đó. Còn Future Gohan chúng ta đang có cho mình đó chính là 6 ý chí, trong đó có 4 viên đỏ, tức là kích hoạt được cái này rồi, hấp thụ 4% máu tối đa của tất cả chiến binh bị đánh trúng. Nghe chưa? Rồi Rô đang có cho mình là một bộ full tấn công chí mạng, và mình tin chắc rồi là cả Go 4 với Son Goku phát thì ôi, ở đây chúng ta không có đủ một cái bộ tấn công chí mạng, chúng ta đang có mix lại đó chính là 4 viên tấn công chí mạng và 2 viên ý chí sa sụp. Nó vẫn cho nên một cái bút cũng khá là ngon nha. Đây, tăng 9% tỷ lệ bạo và 9% tỷ lệ phá kích. Ngon chứ không có đùa đâu. Và đó hiện tại đang xài một bộ tự chiến thôi. Trên hiện tại đang sử dụng cho mình đó chính là 4 viên tấn công chí mạng và 2 viên sức vũ trụ gì đó. Rồi ok. Rồi chúng ta có Vego nè, 4 sao thôi. Rồi. Rồi, con này vẫn đang còn được trang bị những cái run đỏ nè anh em ạ. Kinh chưa chứ trong khi đó quyết thì vẫn chưa được dùng. Vegito cũng vậy, Vegito vẫn chưa được dùng luôn, mà mình nghĩ là có thể là do anh muốn cái lượng đam của con chi viện nó khá là cao ấy, cho nên là anh bỏ vào cho con Samoku Blue. Rồi, về huy hiệu. Huy hiệu thì mình nghĩ là để coi. Thôi mình đi vào đi sơ và coi có bao nhiêu cái 6 sao trước nha. 1 2 này. 3 này. 4 5 này. Đúng chưa? Chúng ta có 5 cái văn chương 6 sao rồi. Như thế này là mình cảm giác là nó đã khủng rồi, nhưng mà 5 cái nha, 5 cái 6 sao luôn chứ không hề ít một tí xíu nào cả. Ở đây chúng ta có ma thần cường hóa gì nè, đúng không ta? Không biết là coi mình nhớ có nhớ đúng hay không nữa. Super Baby nè. Đây, hình thái cường hóa ma thần gì đó. Cái này là bản thân hồi 15% máu tối đa phát động 2 lần. Cứ một có một cái tướng địch chết thì nó sẽ hồi máu lại ha. Rồi, cái này thì khi tung tất sát nếu máu giảm dưới 30% thì máu sẽ còn 1 điểm. Xét hơn lần này tăng, nói chung là cái này nó cũng có điều kiện cho nên là cũng khó đạt được lắm anh em ạ. Hên xui, nói chung là 6 sao là cũng ngon lắm rồi. Nhưng mà mình quan trọng là chúng ta đang có những cái con ba đốc nè. Giảm chịu 9.75% sát thương từ hàng sau địch. Đó, cái này đi kèm với con Bumajin cũng ngon. Khá là ngon anh em ạ. Rồi, sau khi hồi sinh bản thân tăng 13% lực công và tỷ lệ 13% tỷ lệ phá kích. Cái này là sau khi hồi sinh nên nói chung là anh Vũ Hoàng mở cái là chưa có được những cái văn chương 6 sao mà nó ngon ngon tí. Thì 5 sao chúng ta cũng đã có những cái tên khá là ngon như là Beerus nè, Squid nè, rồi Fu nè, kẻ mặt nạ đen nè, Cell nè. Đấy, những cái này là khá là ngon rồi anh em ơi. Bây giờ thì đâu có cần phải đòi hỏi được, từ từ chúng ta full hết rồi lo gì đâu. Mở trước sau gì cũng đầy nhóc rồi mà. Nói vậy thôi chứ tôi mở được cái đợt này Bobby tôi mở được 2 viên 6 sao rồi thôi dừng luôn.
không còn dịp nào để tôi mở được nữa hết. Rồi, ok, như vậy là văn chương chúng ta đã đi qua sơ rồi ha. Đây, cho anh em xem lại một lần nữa nè. Đó, đây là Devil, đây là Samuko Perfect, và đây là Grow, Grow 4 và cả con Samuko Perfect. Đây, và đó thì xài những cái thừa thôi. Chiêu thức thì mình nghĩ là chắc đỏ hết rồi. Đỏ khỏe luôn ấy, khỏe re luôn à. Nhìn căng phết đấy chứ không đùa được đâu. Rồi, chúng ta đã có sức mạnh rồi, sao không biết là anh có ý định anh nâng cái gì chúng ta. Tôi thấy là anh đang nâng cho mình, đó chính là con Vegeta Blue, là lên được level 70 luôn rồi. Son Goku Blue hiện tại anh đang nâng mát rồi em ạ. Thắp sáng kêu xem nó là cái gì đây. Còn thiếu một cái thắp sáng kêu nữa, thì cái này đem đi cho chi viện khá là ngon nha. Không biết là anh có nâng con giáo sư ta. Oài, nâng cái này cũng level 80 nè. Bây giờ cần mảnh để nâng lên thôi. Cần một mảnh, cần một vài chục mảnh nữa. Không phải là vài chục nha, mà đâu đó khoảng là 173 ở 176 cái mảnh nữa thì mới nâng lên được cái cuối kèm nữa, cái hồng vũ khí. Mình nghĩ cái này thì trước sau vẫn dư anh em ạ. Lấy trong cái rương á, trước sau vẫn dư thôi. Quan trọng là anh đang thiếu con giáo sư nè, chắc là ra một hai con nữa nhỉ. Nhất cái lách thiệt cả chứ. Rồi sau này ví dụ mà anh có nâng cái con keo la thì sẽ làm mượn tiếp. Ok, thì nói chung là về cái con ngạc này thì server hiện tại sẽ không có đua mà nhường lại cho anh em nhé. Thì anh nói mình sao mình nói vậy thôi. Thì không biết là anh em đua tốt như nào thì cái đó là chuyện của anh em. Còn ảnh thì tại trong cái đợt này là ảnh chỉ lấy đủ thôi, lấy cho vừa đủ 5 sao, có 3 cái hồng vũ khí lắp văn chương là ok rồi. Đó, khá là đẹp nha. Rồi, hiện tại là mình nghĩ là cái con hạt này thì chắc là mình sẽ đi cầm đi review về cái phần đánh liên server thôi nhờ. Tại vì anh em biết sao, tại vì con hạt này nó khỏe trong liên server quá, mình sẽ giữ cái đội hình lại nha. Thì những anh em nào mà có cái đội hình mà hao hao như thế này á, thì anh em có thể tham khảo cũng được. Hoặc là anh em có anh em những nào mà biến tấu theo cái đội hình của em như thế nào á, thì anh em biến tấu theo ha. Đừng có chơi một form, nó nhàm chán lắm. Với lại cả nhiều khi mình để một form á, là người ta sẽ gọi là biết cái lối chơi của mình á, và người ta xếp như vậy là người sẽ win mình ha. Ok, thì về lực chiến hiện tại Vũ Hà An đang có cho mình đó chính là để tôi đi ra xem cái đấu trường đâu rồi. Rồi, đấu trường hiện tại vẫn đang được top 1 nha, 42.600. Ok, cái này hơn cả Bobby nữa đi mà. Cũng rồi, nói chung là anh Vũ Hoàng anh chăm mệt, khỏe nè. Rồi chơi đúng nữa cho nên là rất là khỏe luôn anh em ơi. Đấy, ạc mà còn tài nguyên chưa tới nó học với ông thì nhìn đã lắm, nhìn phê lắm. Rồi, hiện tại để xem hôm nay có ai đánh mình không nhỉ? Có ai đánh anh Vũ Hoàng không? Ui dồi, cái này là chắc mình đánh người ta chứ ai đâu đánh mình. Rồi, nói chung là ạc này hiện tại cũng đang đánh với lại cả để tôi xem là có một vàng nào. Ôi bây giờ Obito khỏe lắm anh em ạ. Giờ Obito phát rất là khỏe nha. Cho nên là muốn đánh là một cái gì đó cực kỳ khó luôn ấy. Ok, em mình nghĩ là mình sẽ đánh thử ạc của anh cậu giờ trước đi ha. Tức là con lên đoàn hiện tại đó. Chính chiến thôi nào. Và mình sẽ đánh trước. Bật nhạc lên. Vô. Rồi, hiện tại thì chúng ta sẽ được đi trước. Và chúng ta có những cái lợi thế về mặt chói này kia rồi đó. Chuyến hơi nhỏ thì phải. Về đó. Rồi tôi qua chói này. Ui dồi, chói được một. Đó, câm lặng được cả Devil hay sao này. Rất là ngon nha. Chuyến này. Ui dồi, đâu chưa. Nói chung là vừa vào mình cái câm lặng được con Devil là khá là ngon rồi em ạ. Đây thì chúng tôi với chúng tôi này, hy vọng là mình sẽ thắng được trận rồi để làm clip để làm clip cho anh em xem cho nó phê, chứ nhiều khi đánh liên server cũng thua cũng tùy anh em ạ. Rồi bây giờ là tới lượt của chúng ta nữa nè. Về Ego hiện tại tăng khá là cứng nha, vẫn 4 sao thôi nhưng mà tăng vẫn khá là kinh. Ủa trời, sao không chói được ông anh nào vậy? Không chói được mà còn phải nằm xuống nữa là sao? Rồi chúng ta gây được chí mạng nè. Đấy, nhưng mà là Devil đã bay lên 7 rồi, mình nghĩ là cũng khỏe được một phần rồi đó. Devil của mình vẫn còn sống rồi, sẽ có gây hiệu ứng được. Chết rồi, mình đang không gây được hiệu ứng nào, nguyên tem bạn sống vậy là coi như trưởng mình banh xác. Anh em xem này,
gọi là nguyên một tem gọi là phản phản lại bằng những cái chiêu tất sát này. Ở đây vào đứng sau cũng vẫn mất một cái máu. Ui, may quá cũng không có dính một cái chói nào em ạ. Khá là may nha. Trời, con rô nó trưởng kìa anh em ơi. Anh em nhìn cái lượng đam nó hộ tôi một cái biết bao nhiêu vậy. Phải cá trưởng thật chứ. Sao nó Cooper Fett với lại cả con rô đó nó đứng một hàng rồi nó trưởng thật với ông mà bay màu phép một quá ấy. Quá là kinh khủng. Đây vô đủ nộ rồi nhưng mà lại bị câm lặng mới khổ chứ. Hợp con phi trùng của anh bên mình nó chết trước rồi. Đây có băng chân xeo này, hy vọng nổ được vài lần cho nó khỏe. Mới có một lần. Tưởng nó còn được nhiều lần đấy chứ. Đúng rồi, rút nổ nó. Rồi xong bên kia. Ơi may quá con Samoku hết của mình nó chạy rồi. Bây giờ quan trọng là con Devil này. Mình nghĩ là con Devil này không chịu nổi với cái này tay bên kia đâu. Đấy, như thế này là coi như đốt một phát một là rút máu chết luôn, rút một triệu tư máu à. Hình như là tôi mới vừa nhìn vào 1,4 triệu đúng không, tôi nhìn không kịp. Úi dồi ôi, rút máu, tại vì em biết là ở trên lượng địch ở trên trận càng ít thì lượng đam sẽ càng cao nha. Thì đây em cũng vừa thấy là đánh rút một phát một chết con Devil luôn rồi. Bên kia thủy chủ của Han vẫn chưa chết mà cũng đang khá là lo đấy. Choáng cái. Không có choáng rồi. Choáng của thủy chủ của Han khá là ngon rồi. Để nó không có hồi máu lại. Ui, đam của bên kia cũng to lắm nha. Không có nổi chiếc mạng nhưng mà cũng gần 300 ngàn lượng đam rồi. 300 hay là 30 gì tôi nhìn không kịp thật phải không. Nếu đây đánh nó xong một cú hết là đang là 160 ngàn trong vòng nè. À, như vậy là bây giờ đi nguyên một team của mình luôn rồi. À anh cậu giờ bây giờ khỏe quá. Ui anh nhìn cái lượng đam của con Samoku Blue kìa. Chi viện ấy. Không có hay nhỏ tí xíu nào. Ôi bây giờ qua team 2 như thế này khó quá nha. Chi trường của Han nó gây sát thương thường 180 ngàn. Chí mạng 192 ngàn mấy gì đó mà tại vì con rô nó đang có chiên hay gì nữa nên mà nó giảm lượng vết thương xuống rồi đấy. Không biết là mình nhớ không lầm như là vỡ khiên nó mới được hay sao. Nhưng mà bây giờ quan trọng là bên mình đã qua tên 2 rồi, bên kia mới có tên 1 thôi anh em ơi. Khó lắm. Giờ đây còn chói và đót với cả con rô 4 của bên mình nữa. Mà phải công nhận là con ba đốc nó đánh rất là đẹp nha anh em, đánh cực kỳ đẹp luôn đấy. Đừng có chói ai nữa hồi to khác à, không thì chói những con đam chính đi để nó không mới xài nổ. Tự nhiên lại chói cái con Pinky về. Rồi, tên hai đã rồi. Rô Vegito nó chữ này. Úi dồi ôi, chữ một phát một, muốn trắng máu con rô luôn. Rồi bây giờ cô 4 nó bớt nè anh em. Đó anh em thấy chưa, nó rút 30% máu của những con tướng xung quanh đấy. Đau lắm chứ không đùa được đâu nha. Đấm tay này chết hàng trước rồi. Giống. Bây giờ là vẫn chưa chết con ba đốc. Nói chung là cũng tăng được khá là nhiều trâu nha. Anh em ơi cho tôi win hội trận này phát. Để cho có cái mà bạn còn coi nữa chứ thôi sớm gì. Và bây giờ là tái sinh 1,3 triệu đam. Rồi làm được 6
60.000 hay gì á. Đánh khổ quá chứ. Buồn đô mà nó chửi như đâu vậy trời, buồn quá vậy. À, may mắn là mình giết được con quýt ở cái câu lộn con va đó chính giữa là cũng khá là ok rồi. Cũng tăng tăng được tí. Rồi qua anh tháo ra. Mới nó đọc nghe cái gì ba lén xía ra không biết phải không nữa. Anh em nào mở gần nhà Trinh thì có thể là nghe hộ tôi cũng hét cái gì. Ui, đang sắp win rồi mà tôi thấy cảm giác tự nhiên bây giờ nó lại thua ngược lại vậy ta. Còn tí xíu nữa thôi là có thể win được rồi. Ôi dồi ôi, con đôi chữ cà phê thật sự. Ây rồi. Ôi, nó còn chưa chết à. Rồi bây giờ phải làm sao để giết nó sớm. À đây, nó chết rồi. Nhưng mà bên kia bây giờ nó nổ rồi anh em. Cay thế. Nếu mình hình như là còn hồi sinh nữa hay sao ấy. Nếu mà còn hồi sinh là vẫn còn khả năng win được. Sao con Rory nó quấn vào con Robo không mất máu gì ta. Đây này, nó giọng không mất máu này. Đấy, có ba mấy ngàn thôi à. Thứ mới thì nói xong là 450.000 đam là ăn vô mồm liền. Con Robo bên kia còn cả cái ấy nữa nên mua khó quá. Ui dồi ôi. Rồi, như vậy là tiễn đưa, mình sẽ kiếp qua cho nó nhanh nha. Rồi, chúng ta cùng nhau đi xem bảng thống kê xem như thế nào. Bên mình hiện tại Trinh nó vẫn đang là một cái người, mặc dù thua nha, nhưng mà Trinh vẫn đang là cái người gây đam sát thương khá là cao bởi những cái lượng thiêu đốt duy trì của Trinh đó anh em. Rồi. Rồi, hiện tại là con 4 bên kia nó sẽ lượng đam khủng khiếp nhờ, 35.9 triệu, không phải là con số nhỏ tí xíu nào đâu. Rồi hôm qua mình có một cái video mà mình xem được là con Samuko Fake nó gây 52 triệu đam nữa. Ui dồi ôi. Mình sẽ đánh thử với Mr. Bean nha. Để xem ai càng đánh với ai. Nói chung là đánh với ai mình cũng khô. Mình thấy trước mắt là nói chung là top 4 ở trên khỏe lắm anh em. Khỏe lắm, khỏe cực kỳ luôn. Nên là cũng hơi xui lắm nha. Đây là đánh thử ông kệ là anh Trường đúng không. Ui sao mà đất bây giờ khỏe quá. 52.000 tiên phong úp mát bên luôn. Bây giờ nhìn cái số sao này tôi nghĩ là không lấy chê vào đâu được nữa. Cái đội hình quá là khủng khiếp rồi. Này tôi nghĩ là bị thua trong vòng một round luôn đấy. À, nói một round thì cũng hơi quá, chắc là nghĩ hai round tại vì còn những cái hồi sinh nữa mà đúng không. Đánh thử với này cô Vito xem sao. Anh em cũng đừng có quan trọng về cái việc thắng hay là thua nha. Tức là ở đây mình chỉ đang đi giao lưu thôi, không có cái ý định hay là cái gì hết cả. Đấy chưa gì hết, mình trên có sao vô vã phát một cũng muốn đi gần nửa cái máu hết trơn. Ôi trời ơi, con rô nó trưởng kìa. Chuyển lực quá chứ lực anh em ơi. Quan trọng là chúng ta tới Keo La Gaming nữa nè. Bên kia có Keo La Gaming lục môn gọi là full tinh tú nữa chứ. Full sức mạnh ngoài sao ấy. Rồi tới cái khúc mà tôi thấy cảm lạnh tới rồi nè. Keo La vẫn chưa đủ nộ, khổ chưa. Chắc là đang sẽ đủ nộ rồi đó. Rồi bên mình tôi thấy là hầu như cũng chạy được hết trơn. Đấy trên gót mà nó cũng chạy mất tiêu rồi nè mà. Mày giết Devil sớm là sẽ ok thôi. Tôi có 4 đánh vào con Devil là ok. Ui rồi chói đi xong một câu phép cũng được. Miễn là có chói là được rồi. Không có cần biết là ai hết. Ui giời, giết được cả quýt nữa này ngon. Hai bên đều có chân. Tôi nghĩ trận này á là chân nó sẽ là người có lượng sát thương cao nhất nữa anh em ạ. Trên 6 sao mà.
nó tăng thêm kỹ năng sát thương nữa, còn lắm. Rồi xong tôi mất con phi trùng của hai là tôi thấy trận sau cũng khá là khó để win rồi, khó lắm. Ui dồi ôi, trời là cho mình. Đúng là có tiền thì con gì phế nó cũng thành mạnh được anh em ạ. Phải được chân rồi, gỡ gạt đi em ơi. Đúng rồi, gỡ gạt lại đi. Chưa chết được con level ấy, khổ ghê. Lên sợ con level nó gánh bên kia. Điều là chuẩn kiểu mặc dù nó không thay đổi nhiều nhưng nó đẹp như anh em nhờ. Khi của con Kera nó khá là đẹp ấy. Bắn ra một cái nguồn năng lượng 7 màu luôn. Rồi như vậy là Samuel Rick phải lên đường rồi. Đã thế mà dính cái con cuối cùng cùng bị choáng nữa chứ. Không hiểu sao được luôn. Khá là bực đấy. Rồi Devil lên bảng luôn rồi. Devil sống không nổi đấy mà. Đội hình bên kia khủng quá. Devil roll rồi xong cô phát rồi còn cả Keo La nữa. Xong Keo La có thiêu đốt cái máu nó hay gì á. Nhớ không lầm là vậy á. Rồi vô rút máu thì thôi, chịu gì nổi. Giờ đã có chùm cụ Devil thì cũng chết thôi. Tất cả đều phải quỳ sụp. Ố lộn quỳ xuống. Lại đây Yamasu. Yamasu là cái hệ tư tưởng gì đó rồi nên mà mình nghĩ là sau này anh em cũng sẽ lên cho nó thấp full cái thấp sáng rồi sao đúng không? Để anh em nhìn cho nó phê. Không mà lục môn thấy cũng khá là đẹp rồi đó. Tức là bắn những cái tia năng lượng đồ xuống đẹp ghê. Mới đánh của tem 1 thôi mà chật vật thế nha. Kiếp anh em ạ. Rồi tôi đã dùng hết rồi, là sắp hết những cái chi viện luôn rồi mà vẫn chưa win được đội hình một bên kia nữa. Không có câm lặng nào ở đây luôn. Devil nó hồi máu lại thì thôi, nghỉ chơi luôn. Lắm này chậm xuống thử. Thuộc chủ hình như được hai mấy ngàn thì phải. Đúng rồi, tê liệt nó lại. Đừng cho nó tích thủ nữa mọi người ạ. Đang chiếu mạng tại 247 ngàn. Cũng sắp rồi. Sắp tuyển được Devil lên bảng rồi. Khó khăn thiệt sự. Mới đánh cái tên 1 thôi đấy mà anh em như nhìn đi, hồi nãy giờ mất biết bao nhiêu phút rồi vẫn không win được cái tên 1. Rồi một tí nữa chỉ cần vào tên 2 của 7up rồi là đi ra thôi, là coi như là dọn sạch bên này luôn. Thôi như vậy thì chúng ta đã dọn được tên 1 rồi. Bây giờ qua tên 2 thì bảo đảm với ông luôn là bên kia người ta xả tất sát thì mệt xỉu luôn ấy. Tôi 4 này
Cố lên con ơi. Chạy vô. Trời ơi. Trời ơi. Này thì vào đó của chúng tôi. Một cái mini kill là mất tích luôn. Mà tăng 2 còn Vego nữa thôi. Khỏe quá nên mà tăng cứng luôn. Như chủ của Han với cả Vego tăng khá cứng. Anh em mà có thêm Barot, Evil Barot. Ờ, Evil Barot đúng nhờ. Nói chung con Barot thì chất 15 anh em. Đó, con nó cũng khá là khỏe ấy. Như vậy là tôi thấy là team của tôi khá là khó để có thể mà win được trong cái trận đấu này. Thì đây là mình sẽ cho anh em hai xem hai trận nha. Nói chung là về kết quả thì mình cũng không quan trọng lắm, tại vì cái này là cũng là đánh với những cái top khác mà. Nói chung là top 1, top 2, top 3, top 4 gì đấy. Đó, khi mà chưa bước chân vào là nhà hàng thì những người đó người ta nạp rất là nhiều trước rồi. Rất là khỏe anh em ạ. Bây giờ anh em thấy là đội hình nào ở trong League Server thì cũng toàn là Han, Cooper, rồi Trinh, rồi toàn là 6 sao được bung hết. Gặp lại chung một cụm với thật với ông rồi đi giao lưu một xỉu luôn ấy. Nhưng mà đây là đặc thù điểm với cái con hạt mà đánh top cao chỉ từ top 1 đến top 4 này kia thôi. Kiểu như là để giao lưu học hỏi rồi xếp cách xếp team nữa. Tầm này chắc khó rồi. Anh em nhìn cái lượng đam này 6 triệu mấy hay gì đó, 6 triệu mấy hay 7 triệu đó, tôi nhìn không kịp luôn đấy. Quá khiếp. Bây giờ quýnh biết khi nào con Vego nó chết. Một trận đấu rất là lâu anh em ạ. Một trận đấu trong League Server của các hạng top nó đánh rất là lâu luôn. Chúng ta đang vẫn còn một cái mạng hồi sinh của Go 4 nữa. Yamasu thì không may mắn được như thế, Yamasu lên bảng rồi. Đánh cái nỗi mình lỗi hiển thị đam luôn đó. Khủng khiếp thiệt. Ôi mình nghĩ là mình sẽ kiếp lên ha. Bỏ cái phần kết quả đi em, cũng full anh em ạ. Ui 32.9 triệu đam. Nhất cái lắp thiệt đó chứ, chi viện bên này Samoku Blue nè. Đó, anh nâng, anh lắp luôn này nọ cho con Samoku Blue là có lý do hết nha anh em, chứ không phải là lắp để chơi đâu. Khá là cao đó nha. Đó, hiện tại vẫn đang là vương giả hạng 5, lực chiến là 5.3 cho tổng cộng 2 tem nha. Thôi, hình như là mình thấy là cái con ngạc này cũng khá là khỏe rồi đúng không? Thì hiện tại là không có đua top cho nên là mình cũng cho anh em xem cái bảng xếp hạng của server này thôi. Ở đây thì chúng ta quay cái hồn vũ khí của Ba Đốc, đúng không? Của Ba Đốc Season 4. Đó, Evil Badock nói chung là tăng cũng khá là ok đó. Nó tăng cũng khá là ok, nó kiểu như nó cũng có chịu đòn này kia rồi đó em. Khá là khỏe nha. Anh em nào mà có điều kiện thì cũng có thể lấy con Evil Badock để cho tăng được. Tôi nhớ không lầm là anh Peter Bean cũng có để. Đâu rồi. Không biết còn để không ta. Anh Peter Bean đây. Hình như là bỏ ra rồi em ạ. Bỏ cái con Badock rồi. Rồi ok, mình nghĩ là cái video review của mình hôm nay đến đây cũng là kết thúc rồi. Bởi vì ạc của anh Vũ Hoàng hiện tại cũng không có còn nhiều cái phần đá rồng này. Rồi không có còn nhiều cái phần trong túi đồ mà mình cũng ngại kéo xuống để có những cái mà người ta đua top mình không có ngại để tiết lộ anh em. Đó cho nên là chắc là mình sẽ review đánh lên server này kia thôi. Với lại những cái con ạc chúng ta đang có những cái gì để nó có thể đem được một cái top cao ở trong cái đấu lường liên server và liên cụm như thế này. Đó. Ok. Thì thank you anh em đã dành thời gian để theo dõi video của mình. Và chúc anh em một ngày thật là vui vẻ nha. Hy vọng anh em cũng sẽ cho mình một like như subscribe để mình có những cái động lực để làm những video tiếp theo hay hơn cho những anh em xem nữa. Thank you anh em rất là nhiều luôn. Và bye bye anh em.